Chốt bảo vệ rừng Lâm Trường Dục Nông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi, trong những ngày Tết, giữa rừng, ba nhân viên bảo vệ của chốt vẫn đều đặn với công việc của mình, ngày hai buổi tuần tra và bám chốt 24/24. Đây là giai đoạn cao điểm nên chốt phải huy động hết lực lượng. Vì công việc đấy nên là anh em chúng tôi là vẫn cố gắng động viên nhau, là khi mà mình đã xác định là mình chọn cái công việc đó rồi thì là mình cứ cố gắng theo đuổi công việc và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cấp trên giao. Tuần tra kiểm tra cái việc trực Tết của anh em cũng như thăm và động viên tinh thần trong cái dịp lễ Tết để làm sao thực hiện việc thực hiện cái nhiệm vụ, thực hiện tốt cái nhiệm vụ trong xuyên suốt cái mùa Tết. Đã nhiều năm nay, những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng thuộc các đơn vị được giao nhiệm vụ giữ rừng ở Tây Nguyên đã không có một cái Tết trọn vẹn. Đây là giai đoạn rừng dễ bị xâm hại nhất bởi tâm lý chủ quan trong những ngày nghỉ Tết. Nông sản tăng giá, nhu cầu đất sản xuất tăng cao càng gây áp lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Rất là vất vả, khó khăn. Nhưng anh em vẫn cố gắng hết sức để bám rừng. Trong cái dịp Tết này thì cũng động viên anh em là nói với gia đình, vợ con là cũng thông cảm. Mà vì nhiệm vụ chung của đơn vị thì cũng cố gắng để mà thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ rừng cho thật tốt, để mà hạn chế đến mức thấp nhất là cái vụ vi phạm trong cái giai đoạn này. Những chuyến đi rừng dài ngày, ăn ngủ tại rừng trở nên quá quen thuộc với những người trực tiếp giữ rừng. Những ngày Tết cũng không là ngoại lệ. Vòng xoáy của công việc, trách nhiệm bảo vệ rừng khi lực lượng thiếu, áp lực nhiều đã khiến họ quên đi những hạnh phúc cá nhân. Với họ, hạnh phúc nhất có lẽ là những cánh rừng được giao mãi nguyên vẹn và ngày càng xanh tươi hơn.